Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn. Tối ngày hôm nay có bạn nào chờ để nghe đọc truyện rồi mới đi ngủ không? Hôm nay không biết có bố mẹ của bạn nào bận không nhỉ? Rồi có bạn nào may mắn tối ngày hôm nay được bố hoặc là mẹ đọc truyện cho nghe không? Nếu như mà hôm nay bố mẹ các bạn bận thì hãy nhớ đến với cô Ngọc Anh nhé. Cô Ngọc Anh luôn sẵn sàng kể chuyện cho các bạn nghe vào mỗi buổi tối. Ngày hôm qua chúng ta lắng nghe câu chuyện gì rồi? Ngày hôm qua, cô Ngọc Anh nhớ là kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất hay về tinh thần đoàn kết của ba người anh em. Có bạn nào còn nhớ đó là câu chuyện gì không? Vừa rồi có một bạn đã nói đúng rồi đấy. Đó là câu chuyện về ba anh em đánh hổ. Ngày hôm nay, cô Ngọc Anh cũng có một câu chuyện rất hay các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe cô Ngọc Anh kể chuyện và các bạn sẽ nhanh chóng tìm ra ý nghĩa của câu chuyện đó là gì nhé. Ngày hôm nay cô Ngọc Anh sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Chàng thợ săn Halibu. Ngày xưa, có một người thợ săn tên là Halibu. Chàng là một người rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bắt được con thú gì, chàng cũng mang chia sẻ cho mọi người, chứ không bao giờ giữ cho riêng mình. Chính vì thế mà chàng được mọi người vô cùng yêu quý. Một hôm thì Halibu đã vào núi săn bắn. Khi đi vào rừng, chàng nhìn thấy có một con rắn trắng đang nằm ngủ trên một cành cây ở trên đỉnh núi. Chàng bèn rón rén đi vòng qua chỗ con rắn, không muốn làm cho nó tỉnh giấc. Đúng lúc đó thì có một con hạc xám bay tới, lao từ trên trời xuống và dùng chân để cắp lấy con rắn trắng rồi bay lên không trung. Rắn trắng mới tỉnh giấc và kêu lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Halibu liền giương cung lên, ngắm thẳng con chim và bắn. Con hạc nghiêng người, đánh rơi con rắn trắng xuống đất rồi bay đi. Halibu nói với con rắn: "Con vật đáng thương, mau đi tìm cha mẹ của ngươi đi." Con rắn liền gật đầu với Halibu, biểu thị ý cảm ơn và bò vào trong bụi cỏ. Halibu cũng thu dọn cung tên và trở về nhà. Ngày hôm sau thì Halibu đi qua chỗ hôm trước đã gặp con rắn. Một con rắn trắng nhỏ bò tới chào đón chàng. Rắn trắng nói với chàng rằng: "Xin kính chào ân nhân, chàng vẫn khỏe chứ?" Halibu mỉm cười và nói: "Tất nhiên là ta vẫn khỏe. Người tìm ta có việc gì sao?" Rắn trắng nói tiếp: "Tôi là con gái của Long Vương. Hôm qua chàng đã cứu mạng tôi, nên phụ vương bảo tôi đến đón chàng xuống thăm nhà, tiện thể cảm ơn chàng. Chàng hãy nhớ, bất luận phụ vương ban cho chàng cái gì, chàng cũng phải từ chối. Chỉ yêu cầu phụ vương tặng cho chàng viên ngọc mà người đang ngậm trong miệng thôi. Nếu chàng ngậm nó trong miệng thì có thể hiểu được tiếng nói của tất cả các loài động vật trên thế gian này. Tuy nhiên, chàng phải nhớ giữ kín những gì mình nghe thấy, không được kể cho người khác. Nếu không, chàng sẽ bị biến thành một tảng đá." Halibu gật đầu và đi theo rắn trắng xuống Long Cung. Lão Long Vương nói với Halibu: "Anh đã cứu sống con gái yêu của ta. Ta rất cảm ơn anh, hãy đi theo ta." Long Vương dẫn Halibu đến kho châu báu. Bên trong toàn là châu báu ngọc ngà, vàng bạc, trân châu, sáng lấp lánh. Long Vương nói với chàng: "Ân nhân, để báo đáp công ơn của anh, xin anh hãy thỏa sức lấy bất cứ thứ gì mà anh mong muốn trong số châu báu này." Halibu nói: "Những thứ châu báu này tuy rất đẹp, nhưng lại chỉ có thể làm đồ trang sức, không hề có một chút ích lợi nào đối với một người thợ săn như tôi. Nếu Long Vương muốn tặng tôi một thứ làm kỷ niệm, thì xin hãy cho tôi viên ngọc quý mà ngài đang ngậm trong miệng." Long Vương nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới miễn cưỡng nhả viên ngọc trong miệng ra trao cho Halibu. Chàng nhận viên ngọc và cáo biệt Long Vương. Trước khi chàng đi, rắn trắng còn cẩn thận dặn dò một lần nữa: "Nhất định không được nói với người khác những gì chàng nghe thấy. Hãy nhớ lấy."
Từ ngày đó thì việc săn bắn của Halibu lại càng thuận lợi hơn. Chàng có thể hiểu được tiếng nói của các loài chim chóc và muông thú. Trong núi có những con vật gì thì chàng đều biết hết. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua vài năm. Một hôm chàng lại vào rừng đi săn như thường lệ. Bỗng nhiên chàng nghe thấy một đàn chim đang kháo nhau rằng: "Chúng ta mau bay đến nơi khác thôi. Ngày mai ngọn núi ở gần đây sẽ bị sạt lở, nước lũ sẽ dâng lên, không biết là sẽ nhấn chìm biết bao nhiêu người." Halibu nghe thấy thông tin này thì trong lòng vô cùng lo lắng, cũng chẳng còn tâm trạng mà săn bắn nữa. Vội vàng chạy về nhà, nói với mọi người: "Chúng ta mau chuyển nhà đi nơi khác thôi, nơi này sắp không sống được nữa rồi." Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, có người còn không thèm để ý đến thông tin này, có người lại nghĩ rằng Halibu đã bị điên. Mấy người già trong làng nói với Halibu: "Từ trước tới nay anh chưa từng nói dối, điều này mọi người đều biết. Bây giờ anh nói nơi này không thể ở được, thế nghĩa là thế nào?" Halibu ấp úng, chàng vẫn còn nhớ lời dặn dò của rắn trắng. Làm thế nào bây giờ? Chàng phân vân, nghĩ bụng. Tai nạn sắp ập tới đây rồi, nếu một mình trốn đi thì nhất định mọi người trong thôn sẽ bị chết đuối hết. Không được, dù có phải hy sinh bản thân mình cũng phải cứu bằng được mọi người. Thế là chàng bèn kể lại câu chuyện làm thế nào có được viên ngọc quý, làm thế nào nghe được tiếng nói của các loài vật, và câu chuyện của bầy chim mà chàng nghe được, chàng cũng nói cho mọi người nghe. Chàng cũng nói vì sao không thể nói rõ cho mọi người biết lý do ngay từ đầu. Trong lúc Halibu nói thì từ đầu đến chân chàng dần dần biến thành đá. Đến khi chàng kể hết câu chuyện thì toàn thân cũng hoàn toàn biến thành một tảng đá. Mọi người thấy vậy đều vô cùng thương cảm và hối hận vì đã không nghe lời chàng ngay từ đầu. Sau đó thì mọi người mới vội vàng thu dọn quần áo, đồ đạc và dắt trâu bò để bỏ đi. Chập tối mây đen kéo đến, trời mưa tầm tã. Sáng ngày hôm sau, chỉ nghe thấy một tiếng động vang dội kinh thiên động địa. Rồi trong chớp mắt, núi lở, nước dâng, lũ lụt ào tới. Mọi người đều cảm động nói: "Nếu không nhờ Halibu nói với mọi người sự thật thì giờ đây chúng ta đã bị nước lũ nhấn chìm rồi." Sau đó thì mọi người đã tìm thấy tảng đá mà Halibu bị biến thành và dựng nó trên đỉnh núi để con cháu đời đời kiếp kiếp ghi nhớ công ơn của chàng, và họ cũng tôn chàng là người hùng. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Một câu chuyện có cả phép thuật nữa, rất là thú vị đúng không? Và các bạn có biết vì sao mà chàng thợ săn Halibu lại biết là sắp có tai nạn xảy ra không? À, bởi vì chàng rất may mắn, nhờ tốt bụng cứu được con rắn trắng mà được Long Vương tặng cho viên ngọc quý có phép màu kỳ diệu, có thể nghe được tiếng nói của tất cả các loài động vật. Và vì vậy mà chàng đã nghe được câu chuyện của lũ chim nói về sẽ có việc là sẽ có một trận lở đất. Đó, lở đất và lũ lụt thì đều là những hiểm họa tự nhiên rất đáng sợ. Các bạn có biết vì sao lại có hiện tượng đó không? Trên vùng núi cao, mặt đất thì thường dựng đứng lên. Khi trời có mưa to thì đất sẽ bị thấm rất nhiều nước, khiến cho sự cân bằng vật chất trên núi thay đổi và gây ra hiện tượng lở đất, lũ quét. Rồi nếu như mà chúng ta giữ được rừng rất là nhiều thì sẽ ngăn cản được cái tình trạng này xảy ra. Cho nên tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn những cánh rừng xanh tốt nhé. Còn với các bé ở những khu vực mà không có rừng thì chúng ta có thể trồng cây xanh này, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa, cây cối, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều đấy. Cây xanh sẽ tỏa bóng mát cho các bạn và làm cho những con đường, những ngôi nhà, những khu phố của chúng ta, những thôn làng của chúng ta sẽ ngày càng rực rỡ, ngày càng đẹp hơn, sẽ ngày càng mát hơn nữa. Và một điều rất quan trọng nữa là cây xanh sẽ mang lại cuộc sống cho chúng ta đấy các bé ạ. Câu chuyện mà cô Ngọc Anh kể cho các bạn ngày hôm nay thì cũng hết mất rồi. Bây giờ cũng đến giờ các bạn phải đi ngủ rồi, đúng không nào?
Các bạn sẽ lên giường này, tắt điện đi và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại cô Ngọc Oanh vào khung giờ giống như hôm nay các bạn nhé. Cô Ngọc Oanh xin chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn sẽ ngủ thật là ngon và mơ những giấc mơ thật là đẹp.